Và các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh BMW M1000R 2023 ra mắt tại Thái Lan với một cái vẻ ngoài cao ngạo. BMW M1000R 2023 là một cái chiếc mô tô thứ hai trong một cái loạt sản phẩm M hai bánh đầu tiên đến từ hãng xe Đức, mang cho mình công nghệ lẫn cái sức mạnh tương tự như đã ra mắt trong cái sự kiện là mô tô show ở bên Thái, là một cái bước tiến lớn so với cái chiếc S1000R trước đó và là một cái công suất tăng thêm được 40 mã lực và cái tổng công suất đầu ra là 205 mã lực. Cái chiếc BMW M1000R 2023 là một cái dòng nước thể thao hàng đầu phân khúc hiện nay, đi kèm với cái động cơ là 4 xăng thẳng hàng, dung tích là 999cc, làm mát bằng nước và dầu, sức mạnh lên tới là 205 mã lực. Nó bật với một cái bộ phụ kiện M Competition, nâng cao cái hiệu suất lên xe một cái tầm cao mới so với phần còn lại. Nói về cái trái tim của M1000R 2023, em ấy trang bị cho mình động cơ là 4 xăng, dung tích là 999cc, làm mát bằng nước. Hiện đã có vòng tua lên tới là 13.500 vòng trên phút, thay vì là 12.000 vòng trên phút như trước đây. BMW Motorrad tuyên bố đã có một sánh lớn hơn đáng kể so với trước đây, hơn 10.000 vòng trên phút đến 12.000 vòng trên phút để đạt được khả năng tăng tốc tốt hơn. Để có sức mạnh đường này, hãng xe đến từ Đức cũng sử dụng cho mình cái có động cơ tương tự như cái chiếc S-R 2023, hoàn chỉnh với một cái công nghệ ship cam, cái phiểu hút khí thay đổi và một cái bộ chẩm thanh bằng titan. Ngoài tất cả những cái con số kể trên, mô hình hiệu suất cao mới của chiếc BMW M1000R 2023 cũng được hưởng lợi từ cái lực kéo bánh sau nhờ việc sử dụng cho mình đĩa tải sau 47 răng, nó lớn hơn 45 răng trên cái chiếc S-R tiêu chuẩn và được cải thiện tất cả ở các cấp số, hệ thống ống xả thể thao nhẹ hơn và hệ thống phanh em nâng cấp với cái đĩa lồng nhôm 320mm ở phía trước, bao gồm thêm hai cái biến thể cái má phanh có sẵn tùy chọn và một cái đĩa thép là 220mm đặt ở phía sau. BMW M1000R 2023 trang bị tiêu chuẩn với 4 cái đáy gồm Trend, Cross, Dynamic và Ray. Chế độ Ray Pro cũng có thể bao mức độ phản ứng của phần bướm ga và tùy chọn phanh động cơ, kiểm soát khởi động, hệ thống hỗ trợ hành trình ngang dốc. Bánh răng thứ tư đến thứ sáu thì có cái tỷ số ngắn hơn, trong khi cái phiểu nạp thay đổi cái cải thiện cái lưu lượng ở tốc độ vòng tua cao hơn. BMW còn trang bị thêm một cái bộ cánh nhỏ nhô ra từ cái vai của bình xăng. Chúng đã được cho cung cấp thêm 11 lực kéo xuống ở cái tốc độ là 220 km/h. Cái phục trước là 45mm gam màu đen, hiện đã được cung cấp thêm các khả năng điều chỉnh điện tử. Bản thân cái chân phục cũng được sửa đổi phù hợp với cái bộ phanh em Hyundai màu xanh lam hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện trên cái chiếc là M1000R thay đầu tiên. Cái mâm nhôm rèn để nâng cao cái giảm trọng lượng ở mức là 199kg, cộng với một cái thanh tay lái trợ lực có thể điều chỉnh. Cái đồng hồ TT 65 inch, về mặt cơ bản rất giống như cái dòng là M1000R với 4 chế độ màn hình có sẵn, cũng như cái chức năng kích hoạt cái bộ đếm thời gian vòng chạy và cái bộ ghi dữ liệu tùy chọn. M1000R 2023 có thể tùy chọn trang bị một gói là Competition Package bao gồm như phần bánh sạc carbon, cái màu sơn Leicester Metallic M Motorsport, bộ phụ kiện người ngồi sau và bọc yên. Trong khi gói M Carbon Package bao gồm cái chắn bùn trước và sau bằng carbon, bộ bảo vệ xích carbon, ốp bình xăng và cái nắp hộp gió carbon. BMW M1000R 2023 chính thức ra mắt thị trường Thái Lan với mức giá ra dự khoảng 1.599.000 bạc Thái, đổi ra tiền Việt nó tương đương là gần 1,1 tỷ Việt Nam đồng. Sẽ có hai màu sắc tùy chọn là cam màu đen Leicester Metallic và cam màu trắng là Tricolor. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.